Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu phần số 2 của cái cuốn sách mà bệnh viện nó phát về chăm sóc cho mẹ và em bé. Thì phần thứ 2 này tập trung vào những cái lưu ý đặc biệt khi chăm sóc cho trẻ sơ sinh tháng đầu tiên. Vì chăm em bé rất là bận rộn nên mình cũng không thường xuyên ra được video ngay ấy. Khi nào bạn này cho phép thì mình mới làm được video mới. Nếu như các bạn đọc tài liệu này rồi, các bạn sẽ thấy là có những vấn đề ở em bé mà khi chúng ta biết rồi, chúng ta sẽ không còn cuống cuồng để lo lắng xem nó qua mình bị làm sao nữa. Vì rất nhiều trong số đó là những cái hiện tượng sinh lý rất là bình thường của em bé trong tháng đầu tiên. Phần thứ nhất, mình sẽ nói về cái nội dung là những cái đặc điểm đặc trưng của em bé sơ sinh. Phần thấp não của em bé là cái phần ở đỉnh như thế này, nó rất là mềm và các bạn sẽ hơi phập phồng lên một chút. Thực ra cái này không có gì đáng lo cả. Và khoảng 1 tuổi rưỡi, tùy theo từng bé nhé, cái thóp này nó sẽ dần đóng lại và cứng lại. Tuy nhiên chúng ta cũng lưu ý là không đánh mạnh hay là va đập mạnh vào cái phần này của con nhé. Mũi của em bé có thể có những cái đốm nhỏ trắng trắng nổi nổi lên trên này này, nhưng mà không vấn đề gì cả. Khoảng độ 1 tháng là nó sẽ hết. Em bé này thì không bị cái đấy, nhưng mà em bé đầu tiên nhà mình thì có những cái đốm như vậy. Về tai của em bé thì em bé rất là thích những cái âm thanh mà ngày xưa còn nằm trong bụng mẹ đã được nghe ấy, và rất thích giọng của mẹ. Nếu như giọng mẹ mà cao lên một chút ý, thì em bé sẽ phản ứng với cái giọng nói đó. Về mắt của em bé thì em bé chỉ có thể nhìn được ở cái khoảng độ 20-30cm thôi. Nếu chúng ta ghé mặt của mình ý, gần vào em bé ở cái độ 30cm ý, thì em bé sẽ phản ứng. Các bạn cứ thử ghé gần mặt em bé và nghiêng đầu đi, nghiêng đầu lại như thế này nhé. Mắt của em bé sẽ hướng theo cái chuyển động của mẹ. Về vị giác và khứu giác thì ngay sau khi sinh ra ấy, em bé đã phát triển về cái này rồi. Tuy nhiên để phát triển hoàn thiện thì ở khoảng tháng thứ 3, tháng thứ 4, em bé rất thích vị ngọt. Nếu như chúng ta cho em bé bú sữa mẹ được khoảng 1 tuần ấy, thì em bé đã phân biệt được đâu là mùi mẹ và đâu là mùi của người khác. Da của em bé thì rất là mỏng và cái lớp mỡ dưới da nó chưa được tích đủ, cho nên là rất dễ bị mẩn đỏ. Và khi mới sinh ra được khoảng vài ngày ấy, hoặc là 2 tuần ấy, các bạn sẽ thấy là da em bé nó khô và nó bong tróc ra như da rắn ấy. Cũng không có gì phải lo đâu, được đến tuần thứ 3 sau khi chúng ta tắm rửa hàng ngày sạch sẽ, những cái bong tróc đó nó sẽ hết dần đi. Ví dụ như bạn này ấy, thì đến ngày 21 là tay đã trắng nõn sạch sẽ rồi, không còn bong bong nữa. Nhưng mà bạn Mây nhà mình ấy thì sinh ở mùa đông cho nên là thời tiết nó hanh khô ấy. Đến tận gần 1 tháng mới hết được cái bong tróc trên da này. Chúng ta không cần phải cố gắng cậy nó đi đâu nhá, cứ tắm tự nhiên rồi nó sẽ hết. Cái cuống rốn của em bé thì sau khoảng 5 đến 7 ngày thì nó sẽ tự nhiên nó rụng đi. Và cái phần rốn còn lại nó sẽ hơi lồi lên một chút. Một thời gian sau nó sẽ lõm lại như thường. Có em bé thì rụng nhanh, có em bé thì rụng chậm. Bạn này rụng rất là nhanh, ra viện được có 2 ngày cuống rốn nó rụng rồi. Bạn Mây thì ngày thứ 10 mới rụng rốn. Về phân của em bé thì rất nhiều bạn lo lắng là con em nó đi vệ sinh sạch sẽ suốt ngày có làm sao không ấy. Thì nó là hiện tượng sinh lý bình thường thôi. Mới sinh ra được trong vòng 24 tiếng ấy, thì em bé sẽ ra cái phân su. Phân này đen và đặc và rất là nhiều. Sau đó 2-3 ngày sau sinh thì cái phân này nó chuyển sang màu gọi là hơi xanh. Và sau đó nó sẽ chuyển thành màu vàng, vàng óng luôn ấy, nếu như các bạn cho con bú sữa mẹ. Và trong những ngày đầu em bé sinh ra ấy, đến khoảng ngày thứ 5, ngày thứ 7 thì em bé đi xoẹt xoẹt suốt. Tức là như là đi ngoài luôn ấy. Cứ bú ra một cái xong lại xoẹt ra một cái, xong bú một cái lại xoẹt một cái. Nhiều người tưởng con mình đi ngoài, thực ra không phải. Được khoảng 3 tuần trở ra thì bắt đầu em bé bắt đầu tích phân và phân nó sẽ dần đặc lại một chút. Tuy nhiên chúng ta phải lưu ý là phân em bé mà màu vàng thì yên tâm, hoặc là màu xanh hoặc xanh đen à, nếu bạn nào nếu bé nào bú sữa bột. Nhưng mà nếu nó là màu trắng ấy, toàn bộ phân của em bé mà thành màu trắng thì phải đi khám ngay. Vì theo mình được biết là cái phân mà màu trắng tinh này này là một cái dấu hiệu của việc nhiễm bệnh. Về nước tiểu của em bé thì một ngày em bé đi tiểu khoảng 10 lần. Gần như là cứ khoảng 2 tiếng, hơn 2 tiếng một chút là phải thay vì một lần. Nếu mà em bé bị sốt ấy, thì cái lượng nước tiểu nó sẽ giảm đi. Đặc biệt cái này nhiều bà mẹ chắc là lo nếu có con gái này. Đó là hiện tượng kinh nguyệt sinh lý của em bé. Mình nhớ là bạn Mây sau khi ra viện được vài ngày ấy, lúc mình lau cho bạn đấy thì thấy có máu. Mình rất là sợ, không biết là con mình làm sao lại bị chảy máu ở cái chỗ đấy. Nhưng thực ra người ta bảo là do là ảnh hưởng hormone của mẹ nên là bé sơ sinh sẽ bị cái hiện tượng kinh nguyệt như vậy. Nó chỉ bị một lần thôi và không vấn đề gì cả. Nhưng bạn này thì mình lại không thấy cái đấy. Phần thứ hai của nội dung này liên quan đến cái cơ thể của em bé. Về hô hấp,
Em bé sẽ hô hấp khoảng 40 đến 60 lần một phút và nó nhanh gấp đôi so với tốc độ hô hấp của người lớn. Nhất là khi em bé vừa khóc xong này hoặc là vừa mới bú sữa xong ấy thì còn thở dốc, thở nhanh hơn cái tốc độ này nữa. Nên là nhiều mẹ lo lắng sao con em nó cứ thở hổn hển như vậy. Rất là mệt ấy. Thực ra đấy là cái đặc trưng của các bạn sơ sinh này, không phải là dấu hiệu của bệnh. Về thân nhiệt của em bé sẽ cao hơn thân nhiệt người lớn một chút, nó dao động trong khoảng từ 36,5 đến 37,5. Đôi lúc mình sờ mình cảm giác là con mình hơi sốt. Tùy là chúng ta có mặc nhiều áo cho con hoặc là đắp nhiều chăn cho con hay không mà cái thân nhiệt nó sẽ dao động như vậy. Về cân nặng của em bé thì trong khoảng 3 4 ngày đầu tiên em bé sẽ bị giảm cân sinh lý. Cái này là do em bé mới từ trong môi trường nước ối ra, nó còn ẩm ướt khi ra ngoài bị khô này. Rồi thì môi trường nó nhiệt độ nó lạnh hơn so với thân nhiệt của mẹ. Và em bé còn ị phân su nữa và chưa bú được nhiều. Đến cái ngày ra viện ý, cái trọng lượng của em bé nó sẽ dần dần trở lại cái mốc ban đầu. Và trung bình mỗi ngày em bé sẽ tăng khoảng từ 30 đến 50 gram. Tức là trong một tháng ấy, em bé có thể tăng từ 900 gram đến 1 cân rưỡi. Một hiện tượng mà chúng ta hay thấy ở trẻ sơ sinh đó là vàng da. Thì cái này gọi là vàng da sinh lý. Thì nó sẽ tự nhiên biến mất ở cái ngày thứ 5, ngày thứ 7. Nhưng mà bé nào mà bú mẹ thì sẽ bị vàng da lâu hơn, đến khoảng độ 1 tháng. Tất nhiên là có những trường hợp vàng da nhưng mà phải kiểm tra xem có gì bất thường hay không. Nếu chúng ta cảm thấy lo lắng thì cứ chú ý theo dõi con. Nếu như con ăn ngủ khỏe này, cử động nhiều này và đi tiểu, đi nặng đủ số lần thì không có gì đáng lo cả. Còn nếu mà bản năng người mẹ thấy là con mình có gì bất thường ấy thì chúng ta nên đưa con đi khám luôn. Nội dung thứ ba của phần này đó là những cái lưu ý trong sinh hoạt với em bé. Đầu tiên chúng ta phải để ý đến nhiệt độ phòng và độ ẩm của phòng. Nhiều bạn bảo là bác sĩ bảo là để 26 độ, nhưng mà có người lại bảo để 18 độ, cái nào đúng? Thực ra ấy, chúng ta phải cân nhắc giữa nhiệt độ phòng và độ ẩm của phòng nữa cơ. Đôi khi là nhiệt độ là 18 độ nhưng độ ẩm cao ấy thì sẽ cảm giác rất là nóng. Nhiệt độ mà 26 độ mà độ ẩm thấp thì ngược lại cảm giác rất là lạnh. Cho nên ý, nhiệt độ lý tưởng cho em bé thường ở khoảng 20 đến 25 độ và độ ẩm trong phòng ở khoảng 40 đến 50 độ. Vào mùa hè thì thường chúng ta bật điều hòa mát và tránh cái gió lạnh của điều hòa tạt thẳng vào người em bé nhé. Thường là để điều hòa với nhiệt độ thấp hơn so với nhiệt độ bên ngoài từ 4 đến 5 độ, khoảng độ 25 độ. Vào mùa đông ấy thì nó rất là hanh khô. Nên chúng ta cần phải lưu ý cái độ ẩm trong nhà của em bé nhé. Độ ẩm mà quá khô thì da khô này và mũi cũng bị khô, em bé hay bị khò khè khó thở. Nên là độ ẩm lý tưởng ở khoảng 50 độ. Chúng ta có thể tạo ẩm bằng cách là phơi quần áo ở trong nhà. Hoặc là mua cái máy gọi là Katsuki nhé. Gọi là cái máy tạo ẩm. Cái máy đấy mình thấy là có trẻ con là dùng suốt mùa đông luôn. Tại vì có cái máy đấy thì bật điều hòa lên cảm giác ấm hơn bình thường. Còn nếu mà không có máy tạo ẩm ấy thì chúng ta bật điều hòa ấm nhưng mà không khí nó khô, chúng ta vẫn cảm thấy rất là lạnh. Vào mùa đông thì đắp chăn cho con chúng ta nên đắp thành nhiều lớp. Ví dụ nóng quá chúng ta bỏ một lớp đi, mà lạnh chúng ta đắp thêm một lớp khác nữa. Phần thứ tư là những cái hiện tượng mà phổ biến ở trẻ sơ sinh nhưng mà mẹ thường hay lo lắng. Và chúng ta khi mà hiểu hết được cái này rồi ấy, chúng ta sẽ bớt đi một phần căng thẳng khi nuôi con. Hiện tượng đầu tiên đó là nôn chớ. Vì là dạ dày của em bé rất là nhỏ và nó chưa được hoàn chỉnh, cái van dạ dày nó cũng lỏng nữa, nên là khi mà uống quá nhiều một chút là cộng thêm mút phải không khí bên ngoài là bụng em bé sẽ đầy lên và nôn chớ rất là dễ. Tuy nhiên nếu như em bé ăn ngủ bình thường, tính khí vui vẻ, không cáu gắt nhiều và gọi là khuôn mặt gọi là khỏe mạnh ấy thì không có gì đáng lo cả. Chúng ta chỉ cần giảm cái lượng sữa cho con bú mỗi lần là xong. Và không nên cho con bú một mạch hết một cái lượng sữa đâu. Chúng ta cho con bú 1/3 hoặc là một nửa, sau đó vỗ ợ cho con trước, sau đó cho con bú tiếp sẽ tốt hơn. Nhưng mà nếu mà lần nào bú mẹ xong ít hay nhiều cũng đều nôn ấy thì chúng ta cần phải đưa con đi khám xem là con có vấn đề gì không nhé. Hiện tượng thứ hai đó là khi em bé mà khóc xong hoặc uống sữa xong ấy thì thấy cổ họng em bé cứ khò khè như này. Không phải là ho nhưng mà khò khè thôi ấy. Thì thực ra cái này cũng không có gì đáng lo cả nếu như em bé uống sữa và ăn ngủ bình thường. Cái thứ ba đó là hiện tượng giật mình của em bé. Thì nhiều mẹ nói là thương con quá, con giật mình, con tỉnh giấc. Nhưng đây là một cái hiện tượng rất là bình thường. Nó là bản năng của em bé. Tiếng Nhật gọi là morohansha.
tức là kiểu như là hiện tượng giật mình khi mà rơi từ trên không xuống ấy. Và cái này trong một thời gian nó sẽ biến mất. Ngược lại, em bé nào mà không có hiện tượng này, hoàn toàn không hiện tượng này thì mới là đáng lo. Hiện tượng thứ tư đó là nấc cụt. Cái hiện tượng này thường thấy khi mà em bé mới uống sữa xong hoặc là khi em bé đi tiểu. Mình cũng không hiểu tại sao nhưng mà cái này không có gì đáng lo cả, khoảng là 1 tháng là nó sẽ hết thôi. Người lớn còn nấc nữa là trẻ con. Hiện tượng thứ năm đó là hiện tượng nghẹt mũi. Cái này chỉ là nghẹt mũi sinh lý thôi nhá, không phải là hiện tượng nếu là nước mũi của con mà có màu vàng xanh đậm chảy ra liên tục chúng ta phải đưa con đi khám. Còn cái hiện tượng nghẹt mũi này mình nói nó chỉ là hiện tượng sinh lý bình thường. Vì mũi của em bé rất là nhỏ và chỉ vướng một tí cái rỉ mũi ở ngoài thôi là em bé đã thấy khó thở rồi. Nên chúng ta có thể sau khi tắm xong ấy, chúng ta lấy cái bông bông nhỏ xíu chúng ta cầm ở cái đầu này quấy lấy cái rửa mũi ra, hoặc là khi em bé ngủ say mà thấy cái rửa mũi khô ở bên trong ấy, ở ngoài hiệu nó bán một cái hộp mà dụng cụ kéo cắt hoặc là lược chải sơ sinh, bên trong nó có một cái kẹp rất là nhỏ, thì lúc em bé ngủ say chúng ta cho cái kẹp nó vào và nhúc cái rửa mũi cứng ra là em bé sẽ dễ thở hơn rất là nhiều. Hiện tượng thứ sáu đó là rửa mắt. Mình không hiểu tại sao ở Việt Nam hay mua nước muối sinh lý để nhỏ mắt cho con, còn ở bên này mình thấy bác sĩ không có dặn cái đó. Có thể là do nước ở cái nước sinh hoạt ở Việt Nam ấy nó không được vệ sinh, cho nên là chúng ta phải dùng nước muối sinh lý để lau. Còn ở đây thì người ta chỉ đơn thuần là lấy khăn ướt, lấy cái gạc ướt tiệt trùng ấy, hoặc là lấy khăn xô nhúng nước và lau cho hết cái đó là xong thôi. Nếu nhưng mà cứ lau rồi nó lại ra liên tục hoặc là nó có màu vàng màu xanh ấy thì là hiện tượng nhiễm trùng rồi, chúng ta phải đưa con đi khám. Hiện tượng thứ bảy rất là phổ biến mà gây nhiều lo lắng cho bà mẹ nữa, đó là tràm sữa. Tràm sữa nó sẽ nổi từ mặt sau đó xuống cổ, xuống vai, xuống thân của con, lan nó rất là rộng. Cái này sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu như mà em bé toát nhiều mồ hôi, không khí ẩm, chúng ta lại không tắm, không thay quần áo và không lau người thường xuyên cho con ấy thì nó sẽ bị nặng hơn. Còn về sau thời gian khi mà da em bé nó khỏe lên nó sẽ tự nhiên nó biến mất. Ví dụ như bạn Mây nhà mình ấy, lần đầu tiên mình cũng bị như thế này. Khoảng độ 1 tháng trở ra là bắt đầu những cái vết tràm sữa nó lan rộng ra. Nó lan từ mặt xuống cổ và xuống ngực. Thì cái phần cổ, ngực và lưng ấy nó không có bị dính sữa mẹ hoặc là bị nôn chớ nhiều, cho nên là chỉ cần 1 ngày tắm 1 lần xong rồi lau khô người, bôi kem dưỡng ẩm là một thời gian sau da khỏe lên, bạn ấy lại bóng mượt trở lại. Tuy nhiên nhất là hai bên má ấy này, một khi đã bị tràm sữa rồi ấy, nếu như không lau sạch thường xuyên, lau bằng khăn ướt ấy, không phải bằng khăn khô nhá, thì sau này nó sẽ lan rộng ra rất là to thành cái vùng đỏ sưng vù trên mặt này, rất nhìn rất là thương. Và bạn May đã phải đi viện để xin thuốc của bác sĩ để bôi. Nhưng mà cái thuốc bôi đó ngoài cái kem dưỡng ẩm ra còn là một loại thuốc có chứa corticoid, với nồng độ thấp thôi, nhưng mà bác sĩ khuyến cáo là nên giữ vệ sinh sạch sẽ cho con và giữ ẩm cho con chứ không nên bôi cái này quá nhiều vì sau này nó sẽ bị nhờn thuốc và cái corticoid này là không tốt cho da. Mà bé nào lâu cũng phải đến tận tháng thứ năm thứ sáu, thậm chí là gần 1 tuổi mới hết. Với bạn này thì mình cẩn thận hơn, mình cũng biết là bây giờ thì tràm sữa ít thôi nhưng mà độ khoảng 1 tuần nữa chắc là nó sẽ tràm đầy mặt và đầy cổ, thì mình sẽ tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo thường xuyên cho con hơn. Nhưng mà riêng cái phần quanh má, quanh cằm, cổ này thì 1 ngày mình dùng cái gạc ướt tiệt trùng mình lau cho con 4-5 lần liền, chứ không dùng khăn xô khô giống như lần trước nữa. Mỗi lần lau xong mình thấy là cái vết đỏ ấy nó lại dịu đi, nó lại trắng lại như cũ, nên là hy vọng lần này bạn này sẽ không bị nặng giống như cô chị. Hiện tượng thứ 8 cũng rất là dễ thấy, đó là em bé bị tràm ở phần mông, phần đóng bỉm. Cái này thì cũng là do da của em bé yếu hoặc là em bé bị dị ứng với cái chất liệu của bỉm hoặc là dị ứng với cái giấy lau, cái khăn ướt ấy, cái khăn ướt để lau mông cho bé ấy. Người ta cũng khuyên là nếu bị như vậy thì không nên dùng cái khăn ướt đó nữa, thay khăn ướt loại khác hoặc là dùng khăn xô nhúng nước sạch để lau cho em bé. Mình thì mình vẫn dùng cái gạc ướt tiệt trùng ấy mình lau, thì thấy là bạn này cũng không bị, mà mình hiện tại thì mình đang dùng bỉm Pamper. Còn những loại bỉm khác thì mình không biết là dùng xong có bị tràm như thế này hay không. Khi mà bị mẩn đỏ ở cái phần đóng bỉm ấy thì 1 ngày phải rửa cho con nhiều lần, rửa xong phải thấm thật khô. Nếu mà thấm khô cảm giác nó chưa khô hẳn định thì chúng ta phải dùng máy sấy, nhưng mà các bạn lưu ý là phải lấy tay mình che cái đầu máy sấy lại xem là nó có bị quá nóng hay không, hoặc là sấy ở chế độ mát thôi để cách xa cái phần mông của con ra,
sấy cho nó khô hẳn sau đó mới đóng bỉm. Còn nếu mà đang để ướt như vậy mà đóng bỉm ấy, mồ hôi của con nó ra nữa thì cái hiện tượng mẩn đỏ nó sẽ trở nên trầm trọng hơn. Ở Việt Nam thì mình thấy rất nhiều mẹ kêu là con bị mẩn đỏ ở mông ấy là do đóng bỉm. Xong thì mẹ mình nghe thấy như thế cũng bảo là con đừng đóng bỉm cho cháu, con dùng tã bình thường thôi, không thì mùa hè nóng như thế nó sẽ bị mẩn. Nhưng mà thực sự là dưới Tokyo mùa hè cũng rất là nóng nhá, không kém gì ở dưới Việt Nam đâu. Kể cả những lúc ra ngoài cả một ngày trời vừa đóng bỉm còn vừa được mẹ địu nữa cũng rất là nóng đúng không? Nhưng bạn này chưa bao giờ bị mẩn đỏ ở bỉm luôn. Có thể là cái bỉm ở bên này nó tốt, khăn ướt của nó cũng không bị nhiều hóa chất và không gây dị ứng nữa. Hiện tượng thứ 9 mà rất là gây đau đầu cho nhiều bà mẹ và bây giờ mình cũng rất là đau đầu đây, đó là hiện tượng bị đầy hơi và bị táo bón của trẻ sơ sinh. Thực ra cũng không hẳn là táo bón đâu, mà đơn giản là bọn trẻ con này ấy, sinh được khoảng 1-2 tuần thì uống một cái là nó trôi thẳng xuống ruột và ra ngoài luôn, nó chè rất là nhanh. Nhưng mà càng về sau ấy, ruột và dạ dày nó phát triển rồi, cái sữa mà uống vào ấy thì nó sẽ giữ lại để hấp thu, rồi thì nó còn đi lòng vòng rồi nó mới ra ngoài, nên là cái quy trình để thải ra ngoài nó cũng lâu hơn nữa. Và em bé cũng bắt đầu cái tích phân nữa chứ không đi chuẩn sẹt. Cho nên là nhất là khi em bé căng mình lên để dặn ấy, mà cái cơ ở phần bụng này nó chưa phát triển, nên là dặn mãi thì chỉ có đỏ mặt chứ lại phân lại không ra. Thì nhiều mẹ lo lắng là con không đi ngoài được thì không bú sữa được. Thì người ta cũng hướng dẫn là có một số cách như sau. Một là chúng ta cởi bỉm ra và xung quanh phần hậu môn của em bé chúng ta lấy cái bông ấy, chúng ta chấm chấm xung quanh hậu môn thôi, không cho vào hậu môn nhá, chấm chấm gọi là kích thích cho nó buồn buồn ấy, thì em bé nếu mà may mắn em bé có thể đi vệ sinh luôn. Cái thứ hai rất là phổ biến đó là massage vùng bụng cho em bé. Nếu các bạn quan tâm thì có thể lên YouTube tìm những cái video như là Bumpy Casual Massage thì nó sẽ ra rất nhiều clip người ta hướng dẫn cách massage cho em bé để em bé đánh rắm và em bé đi vệ sinh. Nếu mà làm như thế rồi thì mà vẫn chưa đi vệ sinh được ý, thì bác sĩ cũng hướng dẫn là dùng cái tăm bông có tẩm sẵn dầu hoặc là kem dưỡng da để không làm tổn thương vùng hậu môn của em bé, cho vào ngoáy bên trong để kích thích em bé sẽ đi vệ sinh. Nhưng mà mình thì cũng không thích cách này lắm. Mình thấy rất là kiểu ghê ghê ấy, kiểu cái gì mà chọc vào người con mình cũng thấy ghê ghê rồi, nên thường là mình chỉ có massage với lại cho em bé giơ hai chân lên đạp xe như thế này này. Rồi thì thôi cứ để con mình cho nó tự dặn thôi. Thường thì em bé sẽ bị như vậy khoảng độ 2 ngày không đi vệ sinh, nhưng mà có những bé cũng phải 3-4 ngày. Bạn May lần đầu tiên cũng mất khoảng độ 4 ngày không đi vệ sinh như thế ở tháng đầu tiên. Sau đó mình đưa con đi viện thì bác sĩ cũng lấy cái bông ngoáy lên con để con đánh rắm và đi vệ sinh luôn. Nhưng mà lần này thì mình kệ thôi, mình chỉ có massage cho con. Massage thường xuyên thì con sẽ đánh rắm tốt hơn. Cái cuối cùng là một nỗi ám ảnh to đùng của các bà mẹ, đó là con khóc. Bác sĩ thường hay an ủi mình là với trẻ con ấy, khóc là một công việc của nó, vì ngoài khóc ra nó không biết làm cái gì đâu. Nếu không khóc thì nó cũng chẳng có cách nào để giải tỏa năng lượng của nó cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta có người thân ở Việt Nam ấy, hoặc là nói chuyện với ông bà bố mẹ Việt Nam ấy, kiểu gì cũng bị nói là hay là con đói, hay là mẹ không đủ sữa. Tóm lại là khi nghe những câu nói đó, người mẹ cảm thấy là tại mình nên con mới khóc, một cảm giác tội lỗi nó trào dâng dẫn tới cái cảm xúc tiêu cực dần dần nó dẫn đến trầm cảm ấy. Mình nghĩ là không tốt. Chúng ta cần phải hiểu là trẻ con khóc có rất nhiều lý do, và khóc vì đói nó chỉ là một lý do rất là nhỏ trong đấy thôi. Ví dụ như bạn này, anh ấy ăn khỏe, bú khỏe, bú đủ, cho nên cái việc mà khóc vì đói nó rất là ít thôi. Hầu như khóc là do này, bạn ấy đi vệ sinh, đi đái bạn cũng khóc, đi ị bạn cũng khóc, đánh rắm bạn ấy cũng khóc, dặn mãi không đánh rắm được bạn ấy cũng khóc. Rồi vừa mới ăn no xong nhưng mà thấy buồn mồm muốn mút cái gì đấy lại đòi mẹ cũng khóc. Đấy. Hoặc là đang ấm ấm như này mà thả xuống đệm mà hơi lạnh lạnh một tí, giật mình cũng khóc. Mẹ thay bỉm cho cũng khóc, mẹ đi tắm cho cũng khóc. Lạnh cũng khóc mà nóng cũng khóc. Đấy. Bụng mà căng mà tức cũng khóc. Buồn ngủ cũng khóc, mới ngủ dậy cũng khóc. Đấy. Tóm lại là cái việc khóc do đói nó rất là ít thôi. Nên chúng ta, nếu chúng ta cứ mặc định là khóc do đói mà chúng ta cứ cố cho con ăn thật nhiều ấy, thì sẽ nôn chớ, mà nôn chớ nó lại thành cái vòng luẩn quẩn, nôn cho nó lại khóc, nó cứ ậm ẻ cổ họng, nó không thông được mà.
xong rồi nó khóc nhiều, nó lại hút nhiều hơi vào bụng, bụng nó lại đầy lên nó lại khó chịu, nó lại khóc, nó lại không ngủ được. Mà không ngủ được thì nó bắt đầu nó cáu gắt rồi, nó mệt, nó cáu gắt, nó lại khóc tiếp. Đấy, tóm lại thành cái vòng luẩn quẩn như vậy. Nên là bây giờ mình để ý một chút thì mình sẽ thấy là nếu nó khóc mình sẽ xem qua mình đã uống sữa được bao nhiêu lâu rồi. Nếu mà vừa mới bú được khoảng 30 phút mà đã khóc, mà rõ ràng không phải là do mẹ thiếu sữa nhé, thì mình sẽ bế con lên cho con ợ này, hoặc là dỗ dỗ đi vòng vòng một chút, cho con đợi khoảng 30 phút sau mình mới cho bú tiếp một cữ nữa. Vì nếu mà thấy con khóc mà lại cho bú luôn thì kiểu gì cũng nôn chớ, nó lại khóc tiếp. Mà chúng ta đừng nghĩ là con cần phải bú 100 mà con mình chỉ bú 60 thì là con mình sẽ đói ngay đâu. Không có chuyện đấy đâu. Ví dụ bú 100 ml con có thể ngủ được khoảng 3 tiếng, thì bú được 60 ml con cũng ngủ được khoảng 1 tiếng rưỡi. Chứ không bao giờ có chuyện là bú 60 ml mà 15 30 phút sau con khóc, có nghĩa là con đói. Làm sao mà con đã tiêu hết được làm sao mà con đã tiêu hết được 60 ml sữa ngay lúc đấy. Ví dụ bạn này vừa nãy khóc liên tục là do là buồn ngủ, nhưng mà đầy bụng quá, ợ chưa hết. Rồi thì cứ đặt xuống một cái, đang ngủ một cái nó lại, cái hơi ợ nó lại lên cổ, xong lại nôn ra một tí, xong lại ngủ tiếp. Xong rồi rồi dẫn tới cái việc là ngủ nó không ngon giấc, cho sinh ra cáu gắt lại khóc thôi. Thế khóc được khoảng mấy tiếng mệt xong lại ngủ tiếp. Đấy, trẻ con nó cứ như vậy. Nội dung về em bé đến đây là hết. Tiếp theo mình sẽ ra một cái nội dung thứ ba của cuốn sách này liên quan đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Và như mình nói phần trước ấy, sách này nó không có tính thương mại, không có quảng cáo, nên là những cái việc nó hướng dẫn về sữa mẹ rất là chu đáo. Nếu bạn nào quan tâm thì theo dõi video tiếp theo của mình nhé. Còn những video về sau mình sẽ làm thêm về lịch khám định kỳ cho trẻ em ở Nhật và lịch tiêm vaccine. Các bạn nhớ đăng ký để theo dõi các bạn tiếp theo của mình nhé. Cảm ơn các bạn.